Thưa quý vị, sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022 Rus Asia 2022 lần thứ 16 chính thức khai mạc sáng nay ngày 6 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Đến tham dự sự kiện có ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng, có ông Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức sự kiện. Về phía hết đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, có ông Steven Small, Giám đốc thương hiệu Informarus. Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022 là sự kiện xúc tiến đầu tư quốc tế duy nhất trong lĩnh vực hàng không của châu Á, lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022 được tổ chức trong một bối cảnh rất đặc biệt, khi Việt Nam vừa mở cửa bầu trời quốc tế và đón những chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại sau 2 năm chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Đà Nẵng đã tập trung mọi nguồn lực và đề ra các phương án để đảm bảo tổ chức thành công sự kiện này. Việc đăng cai Rus Asia năm 2022, diễn đàn phát triển hàng không uy tín nhất khu vực, không chỉ định vị Đà Nẵng là điểm đến của sự kiện mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc khôi phục mạng lưới hàng không và nền kinh tế du lịch. Chúng tôi đặt mục tiêu trong vòng 2 năm, từ năm 2022 sẽ khôi phục hàng không như thời điểm trước Covid-19. Đặc biệt là kết nối Đà Nẵng với các trung tâm hàng không quan trọng, kết nối Đà Nẵng với các thị trường xa như Mỹ, châu Âu, Trung Đông, đồng thời tiếp tục xúc tiến các đường bay mới đến các thị trường tiềm năng. Với vai trò là đơn vị chủ trì tổ chức Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022, ông Steven Small, Giám đốc thương hiệu Informarus, cho biết diễn đàn đã quy tụ các thành viên thuộc cộng đồng hàng không du lịch châu Á-Thái Bình Dương để cùng gặp gỡ tại thành phố Đà Nẵng, trao đổi giải pháp khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực. Qua việc đăng cai thành công sự kiện Rus Asia 2022, Đà Nẵng đã thể hiện vai trò một chủ nhà thân thiện, mến khách và chuyên nghiệp, góp phần định vị thành phố như một trung tâm kinh doanh, đầu tư, logistics, tài chính và văn hóa trong tương lai. Sự kiện với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là đại diện của hơn 200 hãng hàng không, sân bay, đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Tại lễ khai mạc, các chủ đề nhằm tái thiết kết nối hàng không khu vực đã được giới thiệu và chia sẻ, bao gồm chính sách hỗ trợ mạng lưới đường bay, giải pháp tăng tốc phục hồi ngành hàng không, tác động của Covid-19 đối với hành vi của người tiêu dùng, xu hướng du lịch và các chiến lược hiệu quả nhất để khôi phục nhu cầu thị trường. Trong khuôn khổ diễn đàn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng sẽ diễn ra các hoạt động chính là triển lãm về hàng không, du lịch châu Á 2022, trong đó có gian hàng Đà Nẵng, các chương trình hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ kết nối doanh nghiệp, chương trình Việt Nam Case Study.